chỉ số VN trong phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục có mức tăng mạnh giúp cho chỉ số tiến gần hơn tới ngưỡng kháng cự 1.170 điểm. Và đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, thì nhóm cổ phiếu bất động sản đã có mức phục hồi khá là tốt. Đặc biệt là hai mã cổ phiếu Nam Long và Vinhome. Nam Long hôm nay đã có mức tăng gần trần và khớp với khối lượng đột biến. Và luật đất đai sửa đổi thì đáng chú ý đến việc giá đất sẽ để giải phóng mặt bằng sẽ được xác định lại theo giá thị trường và điều này dẫn đến việc là các doanh nghiệp nào mà đã có quỹ đất sạch đã giải phóng mặt bằng xong thì sẽ được hưởng lợi và ngược lại thì những doanh nghiệp nào mà vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng của các dự án thì sẽ gặp phải chi phí giá vốn sẽ bị đẩy lên cao hơn do là giá đất sẽ được xác định lại theo giá thị trường. Chính vì vậy nên là các doanh nghiệp có quỹ đất sạch đã giải phóng mặt bằng xong với diện tích lớn cũng như là vị trí đẹp như là dig hay là vinhome nam long thì sẽ được hưởng lợi và đáng chú ý là cổ phiếu nam long là cổ phiếu sở hữu được quỹ đất lớn cũng như là các cổ đông lớn là các quỹ họ nắm giữ chính vì vậy nên là cổ phiếu nam long đã có những cái tiền đề để giúp cho giá cổ phiếu có một phiên break khá là mạnh mẽ như là phiên giao dịch ngày hôm nay và ngoài ra về mã cổ phiếu Vinhome thì bạn có tin được không khi mà giá cổ phiếu Vinhome hiện tại đang giảm xuống mức rất là thấp thậm chí là dưới cả đường hỗ trợ mạnh là đường M200 trong khi Vinhome là doanh nghiệp bất động sản số 1 Việt Nam mà giá cổ phiếu lại đang bị bán xuống khá là rẻ đang duy trì ở cái vùng giá rất là rẻ và ngoài ra thì thị giá của Vinhome ở thời điểm hiện tại thì còn ngang loanh quanh với giá trị sổ sách của doanh nghiệp chính vì vậy nên là với một doanh nghiệp bất động sản tiềm năng như vậy Tuy nhiên thì giá cổ phiếu lại đang bị đang duy trì ở mức rất là rẻ và chính vì vậy nên là dòng tiền của nước ngoài cũng như là của các nhà đầu tư đã tìm đến cổ phiếu Vinhome trong phiên giao dịch ngày hôm nay và giúp cho giá cổ phiếu có một phiên tăng cũng khá là tích cực và ngoài ra thì các nhóm ngành khác trên thị trường thì nhìn chung có diễn biến là đi ngang và hồi phục nhẹ như là nhóm ngân hàng hay là nhóm thép và nhóm chứng khoán. Và ngoài ra thì các tín hiệu uh, tư vấn uh, mua bán đầy đủ cũng như là danh mục khuyến nghị đầy đủ cập nhật sát nhất với diễn biến thị trường cũng như là nhận định uh, thị trường một cách chi tiết và phân tích cơ hội doanh nghiệp thì tất cả sẽ được tư vấn đầy đủ trong room khách hàng. Quý anh chị có nhu cầu được tham gia room khách hàng uh, thì hãy liên hệ với số Zalo 032 975 9522 Miss Hàng Nguyễn để được uh, tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cũng như là tham gia room tư vấn.